lưới nha anh, lâu lắm rồi mới săn được con sinh một lưới. Em cũng không nhớ là bao nhiêu lâu, chắc 5 năm rồi đó em mới săn lại được một con rôn sinh một lưới. Hồi xưa em có một con, giờ mới săn được lại con rôn sinh một lưới nha, lâu lắm rồi mới săn được con rôn sinh một lưới. Cái dòng rôn sinh một lưới này mà nhìn cái cần rất là ngầu, mà nhìn cái lưới của nó cũng rất là ngầu luôn. Nói chung là nó to, con này nó to ha, cầm lên rất là sướng tay, cầm lên mấy anh mới cảm giác được cái độ sướng của nó ha, cầm lên chắc tay lắm, cầm nó rất là chắc tay ha. Rôn sinh bọc lưới tình trạng còn rất là đẹp nè, nhìn cần của nó này, tại vì cái dòng cơ rôm này á, dòng rôn sinh này á, nó mạ cơ rôm rất là dày đó, nhìn cái cần của nó ngầu ghê không. Lâu lắm rồi đó em mới săn lại được con rôn sinh một lưới, chắc 5 năm rồi đó, hồi trước con giờ được con, rất là độc ha, hiếm lắm, hiếm có lắm. Anh nào thấy thì chụp ngay chứ muốn quay lại là muốn tìm lại là không có, lâu lắm.